cho các bạn làm thử xem. Sau đó là sẽ cho các bạn đáp án. Đọc sau bài này bạn quay lại các bạn làm bài đáp án coi xem là chúng ta đúng được bao nhiêu. Anh đã canh giờ cho các bạn theo mỗi một câu là 0,45 giây. Thử làm xem. Và các bạn làm trong cái tờ giấy hoặc là trong cái sách mình đã xem và quay lại cho bạn có đúng được bao nhiêu câu. À, rồi các bạn có thể dò chắc là trong giáo trình để mình xem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Rồi, chúng ta sẽ học xong bài này xong rồi quay lại và sẽ để đáp án cho các bạn nha. Rồi nội dung bài này chúng ta sẽ nói về bốn vấn đề này nha. Sự phân bổ nước và điện giải. À, các bạn phải biết là nước và điện giải chúng ta phân bổ ở đâu thì sự gói gọn của nó sẽ ảnh hưởng tới các vấn đề đó. À, như vậy có hai cái liên quan tới cái sự gói gọn này, đó là mắc nước và phù, có nghĩa là dư nước. Như vậy mắc nước thì nó sẽ có những cái triệu chứng gì và cơ chế nào? Rồi và nguyên nhân cơ chế gây phù thường trên lâm sàng các bạn sẽ nắm giữ những cái nguyên nhân cơ chế này để làm gì? Để nhiều khi thì cô có hỏi là các bạn đi lâm sàng các bạn thấy là bệnh nhân là suy thận cũng phù, suy tim cũng phù, xơ gan cũng phù. Như vậy mỗi một cái phù như vậy, cái bệnh lý nó sẽ có những cái cơ chế khác nhau. Giống như bữa hôm các bạn buổi đầu tiên bữa sẽ hỏi các bạn là một người đi từ thành phố Cần Thơ muốn đi lên Sài Gòn sẽ có những cái phương tiện nào, thì các bạn sẽ liệt kê ra các phương tiện đó. Và phù cũng vậy, các bạn sẽ thấy hiện tượng phù. Phù là gì? Phù là một cái hiện tượng người ta gọi đó là dịch, dịch ứ nước tại ngoại bào sẽ gây ra tình trạng phù. Và đó là hiện tượng. Như vậy các bạn phải đi giải thích làm sao nước nó lại ra ngoại bào. Các bạn đặt ra những cái giả thuyết và các bạn đi chứng cái giả, chứng minh cái giả thuyết đó. Giống như là anh nói là bệnh nhân bên đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Cần Thơ bằng máy bay, bằng xe máy, bằng các phương tiện ô tô, hoặc là bệnh nhân hoặc là người đó đi bộ, có nhiều cái phương pháp hoặc là cái phương tiện để có thể đưa cái người đó đi từ thành phố Cần Thơ lên Sài Gòn. Giống như phù cũng vậy các bạn, sẽ có nhiều cơ chế gây phù. Và ví dụ các bạn sẽ làm gì? Sẽ đi tìm các cái cơ chế đó, cũng giống như là mắc nước. Do đó là các bạn trên lâm sàng sau này các bạn gặp toàn là triệu chứng, đó là hiện tượng, và các bạn phải đi giải thích các hiện tượng đó
Môn này chúng ta học là như vậy. Rồi, theo các bạn thì nước nó sẽ có ở đâu? Và các bạn thường hay nghe nói là gì? Nước của chúng ta sẽ chiếm 70%. Quảng cáo thì nó đã chiếm 70% trọng lượng của cơ thể. Nhưng mà các bạn thấy nó ở đâu? Các bạn thấy toàn là da, lông, tóc, móng không? Như vậy nước nó đâu vậy? Các bạn thấy một cái quả táo của chúng ta, các bạn thường hay ép nước ép ra. Như vậy ép ra nó sẽ ra nước. Như vậy cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Các bạn sẽ ép mình ra, nó sẽ ra khoảng 70% là nước, còn lại đó là những cái protein hay gọi là những cái chất hữu cơ và những chất vô cơ, ví dụ như xương nè, thịt nè, mỡ nè, đó là ba cái chất cơ bản của các bạn của hôm học rồi đó. Đường, đạm, mỡ là những chất gì? Hữu cơ. Rồi những chất vô cơ ví dụ như là canxi nè, những cái hoặc những cái chất mà nó không liên quan tới carbon thì chứa oxy, thì những cái chất nó vô cơ. Do đó cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi năm thành phần chính thôi các bạn, đường, đạm, mỡ và nước cũng như là những cái chất điện giải. Theo các bạn thì nó ở đâu? Nước nó ở đâu? Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi từ đâu các bạn? Từ tế bào. Tế bào sao tới gì? Nhiều tế bào tập trung thành thành mô, nhiều mô tập trung thành cơ quan, và nhiều cơ quan tạo nên hệ thống, và hệ thống thì tạo nên cơ thể của chúng ta. Như vậy hệ thống được cấp máu bởi mạch máu. Mạch máu thì chúng ta sẽ gồm có cái gì? Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Mao mạch là nơi tiếp nối giữa động mạch và tĩnh mạch. Như vậy còn một cái khoảng không gian ở bên ngoài tế bào và ở bên ngoài lòng mạch, người ta gọi đó là gian bào. Các bạn hình dung được chưa? Như vậy nước của chúng ta sẽ được phân bố tại hai nơi, ở bên trong tế bào và bên ngoài tế bào. Điện giải của chúng ta sẽ gì? Sẽ tan trong nước. Do đó sẽ có những cái trường hợp là vừa mất nước và vừa mất điện giải. Điện giải của chúng ta gồm có những gì? Gồm những cái ion âm và ion dương. Gồm có là canxi, kali, magie, rồi clo, rồi natri, CO3, HBPO4, v.v. Đó là những cái điện giải. Như vậy các bạn thấy là chừng nữa sau này những người nào bị ra mồ hôi nhiều hoặc bị ói nhiều, nôn nhiều sẽ dẫn đến là gì? Vừa mất nước và vừa mất điện giải, dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị thiếu nước, và bệnh nhân chúng ta phải làm gì? Truyền nước và điện giải. Do đó là các bạn sẽ thấy là đi vào bệnh viện thông thường chúng ta sẽ làm gì? Truyền lạc tác, rồi truyền nước, truyền natri. Như vậy bữa hôm các bạn học bài sinh lý rồi đó, là dung dịch ung chương, dung dịch đẳng chương và dung dịch nhượng chương, đúng không? Còn nhớ không? Như vậy đó là những cái nước mà để chúng ta bù lại nha. Như vậy chút một các bạn sẽ học đó là sự phân loại về mắt nước, sẽ có những cái mắt nước ung chương, mắt nước đẳng chương và mắt nước nhượng chương. Rồi sự phân bổ nước và điện giải trong cơ thể của chúng ta, đây là người ta nói chung chung hay chứ người ta chưa có nói là nó ở đâu. Thì các bạn có nghĩa là người ta nhận thấy rằng đối với người trưởng thành và đối với trọng lượng cơ thể của chúng ta, khi mà các bạn căng lên, ví dụ như một người đó là 70 kg, thì cái trọng lượng đó nước của chúng ta nằm trong khoảng từ 60 cho tới 85% trọng lượng. Nếu như mà chúng ta lấy trung bình thì khoảng 70, người đó là nặng 70 kg, thì các bạn sẽ có bao nhiêu lít nước? Ví dụ như nếu mà có câu hỏi ứng dụng thì một người 70 kg, thì theo các bạn thì trọng lượng ở trong sự
nước ở trong cơ thể của chúng ta là khoảng bao nhiêu nếu như mà 70%. Như vậy chúng ta sẽ có là bao nhiêu lít nước? 749, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là 49 lít hay là ký nước. Đó, tại vì nó sẽ chiếm 70% trọng lượng cơ thể của chúng ta. Các bạn hình dung được không? Nè. Rồi nếu như mà một em bé sơ sinh được sinh ra, người ta nhận thấy rằng đó là có 85% đó là nước. Như vậy em bé được sinh ra là 3,5 kg, thì các bạn nhân lên đó là em bé sẽ ra được bao nhiêu lít nước. Như vậy các bạn thấy là em bé sinh ra trọng lượng nước rất là lớn. Và lý do tại sao các bạn thấy trong bào thai em bé toàn là gì? Ở trong môi trường nước, đúng không? Trong đó là môi trường nước không, rồi sẽ được hấp thu nước nhiều. Khi mà lớn lên tới em bé thì em bé bú, em bé bú mẹ thì trong sữa mẹ lại có nước nên nó sẽ được bổ sung lên và cơ bé sẽ được thoát nước ra ngoài, cho đó là chỉ có giảm còn 75% thôi. Do đó là khi mà ra ngoài sẽ có tác động của môi trường và nước em bé sẽ bị giảm đi. Rồi đối với người trưởng thành, thì các bạn thấy là nước của chúng ta là khoảng 60 đến 75, như vậy người ta gom chung lại là trung bình đó là 70% là nước. Rồi người già thì sẽ dự trữ nước sẽ ít hơn, do tế bào chúng ta sẽ teo lại và lượng nước nó cũng sẽ giảm hơn. Giống như các bạn thấy trái cây nó héo thì cái lượng nước ở trong đó nó cũng giảm theo. Đó là sự phân bổ theo tuổi, nó có sự khác nhau về nước. Do đó là để các bạn hình dung được những cái người như vậy thì chúng ta phải bổ sung nước như thế nào. Rồi đối với sự phân bổ đó là chung, còn đây là họ sẽ nói về riêng từng cơ quan. Thì những cái cơ quan nào các bạn thấy đó sẽ có gì hoạt động nhiều, hoạt động càng nhiều thì theo cái cơ chế đó là gì? Cơ chế thải nhiệt của chúng ta, đúng không? Thì những cái cơ quan đó nó sẽ tỏa nhiệt rất là nhiều, do đó là phải có nước để làm gì? Để hạ nhiệt độ. Thì những cái cơ quan đó sẽ chiếm nhiều nước. Thì các bạn thấy đó, não, gan và tim đó là những cái cơ quan hoạt động nhiều. Do đó cái lượng nước trong đây nó sẽ lớn hơn, rất là lớn, trên 70%. Còn đối với xương và sụn xương, sụn đó, sụn khớp đó thì nó sẽ ít hơn, nhỏ hơn 40%. Rồi còn cái mô mỡ dưới da thì nó dưới 10%, và ở các móng tay thì nó dưới 5%. Rồi và ngoài ra nước của chúng ta điện giải hơi thở nó cũng còn có ở trong các cơ quan khác nữa, nhưng mà ít hơn. Rồi sự phân bổ nước và điện giải của chúng ta, các bạn thấy là nó sẽ có hai phần. Cơ thể của chúng ta sau khi ép ra lấy nước, các bạn sẽ thấy còn bao nhiêu nước nè. Trọng lượng cơ thể các bạn thấy, ví dụ như người đó 60 kg ép ra lấy, người này lấy 60% thì sẽ còn là 36 lít, 36 lít nước. Và 36 lít nước này nó sẽ có ở hai khu vực. Một đó là khu vực ở ngoại bào, chiếm 20%, còn lại là 50% sẽ ở trong nội bào, là ở đâu? Ở bên trong của tế bào. Và cái ngoại bào này người ta nói đó là ở xoang bào và ở trong lòng mạch, và sự ngăn cách bởi những cái màng tế bào. Do đó cái màng tế bào nó quan trọng. Các bạn nghe, các bạn học ôn lại cái phần sinh lý thì sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào, các bạn nhận thấy rằng màng tế bào nó là một cái lớp phospholipid kép, và trên đó nó có gì? Có những cái kênh vận chuyển, và chính cái kênh vận chuyển này nó giúp cho sự vận chuyển cho các chất điện giải nó đi qua lại trong màng tế bào. Nước của chúng ta thì sao? Nước của chúng ta nó sẽ vận chuyển một cách tự do, nó sẽ thấm qua màng tế bào rất là nhanh. Hoặc là gì? Hoặc là những cái chất mà nó tan trong mỡ, ví dụ như là vitamin, các vitamin mà tan trong mỡ đó, vitamin thì nó sẽ tan, một số vitamin nó tan trong
trong mỡ thì nó sẽ qua được lớp lipid kép này, còn một số vitamin mà nó không tan trong mỡ thì nó sẽ không qua được và nó sẽ vận chuyển qua cái con đường tích cực, là nó sẽ gắn kết theo tầng vận chuyển hoặc là vận chuyển ngược chiều dựa vào ATP. Rồi ở trong tế bào thì các bạn thấy là 9-50% nó rất là nhiều dự trữ lại. Do đó những người nào ốm, khô thì các bạn thấy cái lượng nước trong đây nó cũng giảm. Còn trong ngoại bào, ở trong ngoại bào thì họ chia ra làm hai, đó là ở trong lòng mạch, đó là ở trong lòng mạch, đó là trong gì, trong máu chúng ta đó. Trong lòng mạch thì sẽ có ở trong tĩnh mạch và trong động mạch. Rồi trong dịch kẻ đó là trong ở khoảng giữa lòng mạch và tế bào, như vậy nó là ở các dịch kẻ. Như vậy các bạn thấy phù là tình trạng gì? Phù là tình trạng sẽ ứ dịch ở khoang kẽ này, ở dịch kẻ này. Do đó phù là một tình trạng ứ dịch ở khoang kẽ này lên rất là nhiều, dẫn đến tình trạng phù, chứ nó không có phù trong tế bào. Phù trong tế bào là tại sao? Tại vì tế bào của chúng ta nó sẽ có giới hạn, nếu như mà nó căng quá nó sẽ làm vỡ tế bào của chúng ta. Các bạn sẽ gặp trong một số các bệnh lý, đó là ví dụ như là bệnh lý hồng cầu, hình cầu, thì cái màng tế bào hồng cầu nó sẽ tăng tính thấm natri, nó cho nước nước đi vào trong tế bào và nó to quá nó sẽ bị vỡ. Các bạn sẽ học cái bài độ thẩm thấu của màng tế bào, rất là gì, tiêu huyết tối đa, tiêu huyết tối thiểu đó. Đây các bạn đó, các bạn học chưa? Sinh lý nha. Thì chúng ta sẽ có là dung dịch u trương, dung dịch đẳng trương, có nghĩa là ngâm hồng cầu ở trong cái môi trường mà nhiều muối thì các bạn sẽ thấy nó là gì, hồng cầu nó bị teo lại, đúng không? Tại vì sao? Tại vì ở nơi đâu có nhiều natri thì nơi đó nước sẽ được rút về. Do đó là trong môi trường u trương là môi trường nước nhiều, còn môi trường nhượng trương là môi trường nước ít. Thì các bạn thấy, nói chung là nơi nào mà các bạn chứa nhiều natri thì nơi đó sẽ có nhiều nước. Như vậy thì ví dụ như một trường hợp nào đó trong máu của chúng ta sẽ có nhiều natri, đó là gọi là hiện tượng đó là tăng thẩm thấu. Thì nó sẽ rút nước từ đâu các bạn? Trong huyết tương, trong lòng mạch của chúng ta nhiều natri, có nghĩa là người đó ăn gì, ăn mặn, đúng không? Ăn nhiều muối thì muối nó sẽ được hấp thu tại thận và nó đưa vào bên trong lòng mạch của natri. Trong lòng mạch nó quá nhiều nó sẽ gì, nó kéo nước từ dịch dịch ngoại vào vô, dẫn đến là chúng ta gì, tăng thể tích tuần hoàn, dẫn đến là người đó sẽ bị tăng huyết áp. Tại sao? Tại vì trong máu ta có nhiều ion natri, nó kéo nước vào nhiều, tuần hoàn nhiều quá nó sẽ gì, tăng thể tích tuần hoàn, hay là tăng, dẫn đến là bệnh nhân sẽ tăng gánh tim và dẫn đến là tăng huyết áp. Đó là một trong các cơ chế. Thì nữa các bạn học cái bài sau nó có loạn tuần hoàn sẽ nói là bệnh nhân tăng huyết áp là trong đó có cơ chế đó là ăn nhiều muối nha. Đó là do ăn nhiều muối dẫn đến natri trong huyết tương nhiều, dẫn đến là nó kéo nước từ bên ngoài giờ ngoại bào nó đi vô trong tế bào, trong lòng mạch, rồi nó dẫn tăng thể tích tuần hoàn. Chưa? Tới đây các bạn hình dung được chưa? Nước của chúng ta sẽ có ở trong lòng mạch, hay là nói cụ thể hơn, nó ở trong nội bào và trong ngoại bào. Ngoại bào của chúng ta sẽ có hai nơi, thứ nhất đó là ở trong lòng mạch, và thứ hai đó là trong huyết tương, ở trong mô dịch kẻ. Thì những trường hợp nào, nơi nào ít bị mắc nước, ví dụ như các bạn thấy những cái trường hợp chúng ta bị mắc máu, mắc máu thì chúng ta đi kèm theo mắc nước, như vậy nước nó sẽ có khuynh hướng từ dịch kẻ nó đi bù đắp lại vô trong lòng mạch. Nếu như mà mắc nhiều quá sẽ dẫn đến là gì, nó sẽ kéo từ trong tế bào ra và dẫn đến là bệnh nhân bị gì, bị mắc nước. Và phụ thuộc vào cái lượng mắc nước này, người ta sẽ chia ra là mắc nước này là mức độ như thế nào, mức độ nhẹ hay là mức độ 1, 2, 3 hay là ABC, để người ta biết là người ta bù nước vô cho bệnh nhân. Rồi về thành phần của các chất điện giải,
các chất điện giải nó rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Do đó những cái bạn nào mà hay chơi thể thao ra nhiều mồ hôi sẽ dẫn đến là dễ mất được nước điện giải, hoặc là ở trong môi trường làm việc mà nhiều nhiệt độ cao quá dẫn đến là chúng ta bị mất nước và điện giải, hoặc là những trường hợp gì ta bị tiêu chảy nè, chúng ta bị nôn ói nè, đúng không? Thì những trường hợp đó là cũng bị mất nước và chất điện giải. Như vậy chúng ta phải bù nước và điện giải vô. Như các bạn thấy, chất điện giải của chúng ta nó không quan trọng như cái gì, như sắt. Sắt là một cái thành phần nó nằm trong hơi, do đó là nó sẽ có chức năng, các bạn sẽ thấy là vận chuyển nè, vận chuyển, trong đó là vận chuyển oxy CO2 nè. Rồi kali, kali nó cũng có cái nhiệm vụ đó là nó làm cho điện thế mạng, energy. Do đó các bạn thấy là kali mà nó đi ở bên trong nè, bên trong lòng mạch nhiều quá gọi là tình trạng là tăng kali máu, sẽ dẫn đến là rối loạn nhịp tim, dẫn đến là bệnh nhân có thể là rung nhị, dẫn đến là rung thắt, và dẫn đến là bệnh nhân sẽ ngừng cơ tim và bệnh nhân sẽ chết. Do gì? Do kali ở bên ngoài nhiều quá, nó sẽ gì, khử cực, nó làm cho cái màng tế bào của chúng ta sẽ tăng nhạy cảm với điện thế, và dẫn đến là cái cơ tim của chúng ta sẽ nhạy cảm và đập liên hồi, nó rung lên, gọi là rung nhị, có nghĩa là nó tạo ra cái xung nhịp rất là lớn. Rồi canxi cũng vậy, các bạn sẽ thấy là cái bệnh nhân mà hạ canxi máu nè, dẫn đến là gì, canxi không đi vào được trong tế bào, dẫn đến là không có hiện tượng co cơ. Các bạn nhớ bữa hôm học ta học sinh lý rồi đó, sinh lý co cơ, canxi cần thiết cho sự co cơ hay sự tạo xương vân vân. Nếu như mà canxi không vào được tế bào, nhất là tế bào cơ, sẽ dẫn đến là cho bệnh nhân là bị co cơ, hoặc là canxi vào rất là nhiều dẫn đến là bệnh nhân bị co cơ. Còn canxi không vào được, nó sẽ dẫn đến là không khởi phát sự co cơ. Natri cũng vậy, các bạn thấy nó nằm ở bên ngoài tế bào nhiều hơn bên trong tế bào, do đó là nó cũng tạo nên cái điện thế mạng. Và natri nó giúp cho chúng ta cân bằng cái lượng nước ở trong cơ thể. Rồi nhìn cho các bạn này, các bạn thấy, người ta nhìn thấy rằng natri ở bên trong tế bào so với bên ngoài tế bào. Các bạn thấy là bên trong tế bào là natri nó nhỏ, ngoài tế bào là rất là lớn, 140 nha, các bạn thấy có sự khác biệt rất là lớn. Rồi kali cũng vậy, kali ngược lại, kali thì nó ở trong tế bào nhiều hơn là ở bên ngoài tế bào nha. Clo cũng vậy nha, clo thì nó sẽ ở ngoài tế bào nhiều hơn là bên trong tế bào. Rồi clo này nó sẽ giúp nó tạo cái độ axit ở trong tế bào của chúng ta. Rồi protein cũng vậy, cái protein các bạn thấy bên trong tế bào nhiều hơn bên ngoài tế bào. Protein thì các bạn nhớ là trong protein chúng ta sẽ có là gì, protein huyết tương thì có albumin và lumulin. Thì albumin nó tạo nên áp suất keo, nó giúp cho cái máu của chúng ta phải luôn luôn giữ trong lòng mạch, gọi là áp suất keo. Một chút các bạn thấy những người nào mà bị giảm albumin thì sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị phù do áp suất keo bị giảm, dẫn đến là áp suất tiền đình nó tăng lên, nó sẽ đẩy đi cái sự trên là của cái áp lực, nó làm cho nước nó đi ra ngoài lòng mạch và gây ra phù. Gặp trong những bệnh lý là suy dinh dưỡng, xơ gan nha. Rồi các bạn nhớ lại, chung quy lại, nhưng mà rốt cuộc có sự khác biệt này, nhưng mà giữa các ion âm và ion dương ở một cái khu vực nào đó nó cũng phải được cân bằng nha. Do đó là những cái tổng ion dương và tổng ion âm nó cũng phải bằng nhau nha. Nếu như mà có sự khác biệt này, nó sẽ dẫn đến là rối loạn điện thế mạng, rồi dẫn đến là có khả năng là chậm dẫn truyền hay là tăng dẫn truyền. Rồi như các bạn thấy nè, có sự khác biệt giữa ba khu vực ha. Protein ở trong lòng mạch nha, trong lòng mạch nhiều cao hơn gian bào nhưng mà thấp hơn nội bào nha. Natri trong tế bào nha, natri trong tế bào thì thấp hơn ngoài tế bào. Kali trong tế bào thì cao hơn ngoài bào. Rồi và clo thì ngoài tế bào cao hơn nha. Và các bạn nhớ cái này,
để chúng ta sẽ cân đối trong quá trình chúng ta sẽ truyền nước nha. Ví dụ như các bạn thấy một người nôn ói chưa à, rồi các bạn sẽ xét nghiệm đó là gì, các bạn xét nghiệm điện giải đồ, hoặc là bệnh nhân bị sốt cao à, những trường hợp bị sốt cao nôn ói nhiều sẽ dẫn đến là dễ bị mất nước, mà mất nước thì sẽ dẫn đến là dễ bị mất điện giải. Do đó các bạn phải làm thêm một cái điện giải đồ ngay xem là bệnh nhân có gói loạn hay không. Nhất là chúng ta phải theo dõi cái kali ngay natri, hai cái đó mà nó trên là nhiều thì chúng ta phải xử lý liền, nhất là kali nha, để tăng kali máu tăng quá là sẽ dẫn đến là rung tim hay là rung nhĩ rung thắt đó, và rung nhiều quá sẽ tạo ra cái huyết khối, hoặc là nặng hơn nữa là bệnh nhân sẽ suy tim và bệnh nhân sẽ tử vong ha. Rồi tiếp theo đó là các bạn nhớ được cái gì, sự phân bổ nước và điện giải chưa nha. Cái này nó quan trọng trong quá trình chúng ta phải truyền nước nha. Nếu như mà bệnh nhân đó là mất nước nhiều hơn mất điện giải, đó là mất nước ung trương nha. Mất nước nhiều hơn mất điện giải là mất nước ung trương, thì các bạn sẽ ưu tiên truyền cái gì, truyền nước, tại vì mất nước mà ưu tiên truyền nước và truyền thêm gluco năng lượng nha. Còn những cái trường hợp mà mất điện giải nhiều hơn mất nước gọi là mất nước nhược trương, các bạn phải ưu tiên bù gì, bù điện giải hơn là bù nước. Tại vì sao? Tại vì mất nước thì mất điện giải nhiều hơn mất nước. Nếu như mà các bạn truyền nước vô nữa, nó sẽ làm gì? Có khả năng đó là quá tải tuần hoàn, hay tại vì nước vô không, lách tách nó vô không. Còn cái truyền điện giải vô nữa, nó sẽ bổ sung, nó cân bằng lại. Nhớ các bạn nhớ. Rồi đó xem. Đó là mất nước. Mất nước gì? U trương hay là đẳng trương hay là nhược trương. Còn đẳng trương thì các bạn truyền nước hoặc điện giải cũng được. Mắc nước đẳng trương là vừa mắc nước và vừa mắc điện giải luôn, cả hai cái đều mắc bằng nhau. Rồi như vậy nước của chúng ta các bạn phải nhớ là nó từ đâu mà có và nó sẽ đi ra ngoài như thế nào. Bình thường một ngày của chúng ta các bạn uống khoảng từ 2 đến 3 lít nước để bù cho cái sự gì, cái sự đi nước tiểu ra ngoài. Cái bình thường thận của chúng ta lọc rất là nhiều nước và đi ra ngoài nha. Và chúng ta ăn uống và sẽ bổ sung nước, quan trọng đó là trong đó có lượng muối ha. Có lượng muối thì người ta khuyến cáo đối với những người tăng huyết áp thì không nên quá 6 gram muối một ngày, còn người bình thường chúng ta có thể là 10 gram là tốt nhất ha. Trong chương trình của bạn ghi là 10-20, cho đó sẽ... Nhưng mà thường thì trên lâm sàng thì các bạn chỉ nên ăn quá không quá 10 thôi nha. Tại vì các bạn ăn nhiều quá dễ bị tăng huyết áp nha. Còn những người tăng huyết áp thì chúng ta chỉ nên ăn ít lại thôi, đó là chỉ khoảng 6 gram muối, không quá 6 gram muối một ngày. Đó là tương đương với lại một muỗng cà phê nha, một muỗng cà phê. Rồi nước của chúng ta như các bạn thấy nè, nó đi nó vào cơ thể của chúng ta qua những cái con đường, thứ nhất đó là ăn uống. Ăn và uống. Cái thứ hai đó là qua trong quá trình chuyển hóa của chu trình kép, oxy với gluco nó tạo ra CO2 và nước nha. Nước này nó ở trong tế bào để nó làm gì, là mát tế bào và nó tham gia vào một số các quá trình hệ điện. Rồi đó là cái đường vào của nước và cái đường ra nha. Đường ra thì các bạn thấy chúng ta sẽ hít thở, khi các bạn hít thở nó cũng sẽ đi theo con đường nước và nó đi ra ngoài. Qua con đường mồ hôi, bữa hôm các bạn học cái bài sốt thì nó gì, giải nhiệt, truyền nhiệt qua con đường mồ hôi nó cũng làm mất nước. Và cái nhiều nhất đó là chúng ta đi tiểu, nhất là những cái người bệnh lý mà tái tháo nhạt đó. Các bạn nhớ là ADH, những bệnh nhân tổn thương dẫn đến là gì, tăng thải natri, hay những bệnh nhân nó tăng thải natri ra ngoài đường tiểu thì dẫn đến là gì, natri đi tới đâu thì nước nó đi tới đó, thận thải natri càng nhiều thì chúng ta đi tiểu càng nhiều. Đó là bệnh nhân tổn thương làm cho ADH, rồi là dẫn đến là bệnh nhân tái tháo nhạt nha. Đối với cơ thể của chúng ta thì có hai cái vùng hay là yếu tố về
thần kinh và yếu tố về nội tiết nó sẽ điều hòa cái quá trình thu nhập nước này ha. Đó là ở vùng dưới đồi nha, đồi thể là vùng dưới đồi, cụ thể nó là vùng dưới đồi, nó sẽ chịu chi phối cái trung tâm khác nha. Và nội tiết của chúng ta thì sẽ có hai cái hormone, đó là ADH và aldosterone. Aldosterone thì nó tăng cường hấp thu nước, dẫn đến là ở hấp thu natri, dẫn đến là cơ thể của chúng ta sẽ tăng giữ muối và nước. Còn ADH nó tăng cường thải natri, dẫn đến là cường ADH thì sẽ dẫn đến là bệnh nhân đái tháo nhạt nghe, và đái ra một ngày có khả năng là 15 đến 20 lít nước. Có nghĩa là một ngày các bạn có thể là người đó có thể là đi tiểu cả một cái thùng nước nha. Rất là nhiều, đó là đái tháo nhạt thì tiểu rất là nhiều nha. Do đó để cân bằng được cái này thì các bạn phải nên làm gì? Phải bổ sung nước hàng ngày nha, khoảng từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày tùy theo da cơ địa của mỗi người nữa. Ai người nào chơi thể thao nhiều thì các bạn nên bổ sung nước nhiều, và nên bổ sung nước nha, và có điện giải. Nếu mà người nào chơi thể thao nhiều, mắc mồ hôi nhiều thì nên bổ sung thêm nước có lượng điện giải nha. Còn không thì các bạn cũng bổ sung nước lọc. Còn bây giờ các bạn thấy sao? Ở trên thị trường nó có những cái máy gọi là lọc bổ sung khoáng nha. Rồi nhớ uống nước lọc thôi nha, đừng có uống bia nha. Uống bia nó cũng bổ sung nước nhưng mà nó bổ sung kỳ lắm nha. Rồi đó là cái xuất nhập của nước nha, đường vào đường ra của nước, và cân bằng nước nó sẽ phụ thuộc vào cái hệ nội tiết nha, và yếu tố thần kinh. Người ta thấy rằng nếu mà kích thích vào cái vùng dưới đồi, nếu mà kích thích sẽ dẫn đến là bệnh nhân khát nước và uống nước rất là dữ, uống đến mức độ mà bệnh nhân có thể là ngộ độc nước luôn nha. Uống đến nỗi mà cơ thể của chúng ta không thể mà thải trừ nước can thiệp luôn, còn bệnh nhân rất là khó chịu nha. Thử các bạn mà uống thật là nhiều nước, các bạn nhịn tiểu xem các bạn thấy khó chịu không, và giống như là nước đi ra ngoài không được ứ đọng lại trong cơ thể của chúng ta, gọi là ngộ độc nước nha. Chứ không phải là uống ra nhiều là tốt, uống rất là nhiều thì dẫn đến là ngộ độc nước. Còn mà kích thích mà dạng đông lạnh ức chế đó thì con người đó sẽ không có chịu uống nước, cho dù rất là khát nước nhưng mà không thèm uống nước nha. Đó là hai cái ức chế và kích thích đối với vùng dưới đồi. Còn yếu tố nội tiết thì nó liên quan tới cái ADH và aldosterone, và những cái này nó sẽ nằm ở cái thận của chúng ta nha. Cái động mạch ra hay động mạch vào, để các bạn thấy là khi cái lượng nước đến thận nó giảm thì nó sẽ tiết ra hệ RAA, đó là renin angiotensin và aldosterone đó nha. Nó sẽ kích thích chúng ta uống nước và giữ nước. Rồi đó là hai cái tố để chúng ta duy trì cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta. Rồi các bạn biết được thứ nhất là nước ở đâu rồi, điện giải ở đâu rồi, cơ thể của chúng ta bổ sung nước như thế nào, nước đi ra như thế nào, và nó sự chỉ huy của cái cơ quan nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái sự chuyển hóa của nước ha. Có nghĩa là sao? Nước đó chúng ta sẽ đi theo hệ tuần hoàn nha. Thì các bạn thấy hệ tuần hoàn của chúng ta, máu sẽ đi theo động mạch thì nước cũng sẽ đi theo động mạch, và nó đi tới mao mạch nha. Tới mao mạch ở phía bên động mạch thì các bạn sẽ thấy là sẽ có cái áp suất thủy tĩnh. Áp suất thủy tĩnh là gì? Áp suất thủy tĩnh là áp suất được tạo ra bởi huyết áp của chúng ta. Do đó các bạn thấy là huyết áp chúng ta trái tim chúng ta bóp một lượt bóp ví dụ như là 100 mm thủy ngân. Khi nó đi xuống tới cái động mạch chủ bụng, rồi tới động mạch thận, rồi tới động mạch đùi, và nó còn giảm xuống và nó đi xuống tới cái mao mạch nó chỉ còn khoảng 40 thôi nha. Thì cái áp lực đó người ta gọi đó là áp lực thủy tĩnh, các bạn hình dung nha. Rồi khi mà nó qua tới cái mao mạch nó xuống tới cái áp ở bên tĩnh mạch thì nó còn có 18 thôi. Thì chứng tỏ là gì? Có nghĩa là các bạn, cái huyết áp của chúng ta đi càng xa thì nó càng giảm. Do đó là khi mà lượng áp suất thủy tĩnh này
nó càng cao thì nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ đẩy cái dịch nó đi ra phía phía ngoài của chúng ta để làm gì? Để nó đẩy một cái lượng máu đi rất là xa. Khi mà tới mao mạch thì làm sao? Khi tới mao mạch thì tại mao mạch này cái áp suất keo có nghĩa là gì? Là cái áp suất mà do protein của chúng ta chi phối ở đây nó chỉ có khoảng 18 thôi. Do đó là các bạn thấy cái giữa cái trên lệch giữa áp suất thủy tĩnh và áp suất cao, áp suất keo ở đây trên môi trên cái trình các bạn là áp suất thủy tĩnh và áp suất keo nó trên lệch rất là lớn, dẫn đến là gì? Nó sẽ có một cái thằng gọi là luôn luôn giữ nước trong lòng mạch, đó là áp suất keo, một thằng có xu hướng là nó tống nước ra ngoài và hai nhập lại với nhau. Và các bạn sẽ thấy cái xu hướng từ cái phía bên động mạch nó sẽ có gì? Như các bạn thấy mũi tên nè, nó sẽ đẩy nước đi ra ngoài. Và một phần cái lượng nước mà nó cân bằng với áp suất keo đó thì nó sẽ gì? Nó sẽ đi vào bên trong đi tiếp nha. Rồi khi mà cái lượng một ít có khuynh hướng là máu từ động mạch vào phía cái vùng mao mạch ở phía bên động mạch thì nó có khuynh hướng là nước nó sẽ rỉ ra ngoài nha. Và một số lượng nhỏ của cái lượng nước mà dịch rỉ ra ngoài đó nó sẽ được hấp thu qua cái con đường bạch huyết. Đây các bạn thấy nhìn vào đây nha, hạch limpho nè, hạch bạch huyết nó sẽ hấp thu lại, có nghĩa hóa tán cái lượng nước ở bên ngoài này nè, nó đi vào bên trong lại dịch kẽm nó nằm ở trong đây nha, và nó trở lại hệ thống tuần hoàn. Như vậy các bạn thấy cái phía ở bên mao mạch và phía ở bên động mạch nó sẽ có khuynh hướng là nó đẩy nước ra ngoài, rồi một lượng nước nó sẽ theo cái bằng với áp suất keo nó sẽ đi qua cái bên tĩnh mạch. Và tĩnh mạch này các bạn sẽ thấy là áp suất thủy tĩnh nó thấp hơn áp suất keo, dẫn đến là nước của chúng ta sẽ được rút về tim nhiều hơn. Do đó là các bạn thấy gì? Tim nó sẽ có khuynh hướng, tĩnh mạch nó sẽ có khuynh hướng là đưa máu đi về tim nhiều hơn. Do đó khi mà nó qua tới cái phía tĩnh mạch này nó sẽ được đưa rước, nên nó sẽ được gọi là gì? Nó sẽ được trân trọng chào đón và rút máu về tim. Còn lên phía bên động mạch này nó sẽ giống như là con ghẻ, thì nó sẽ bị đẩy ra ngoài, xua đuổi đẩy ra ngoài do cái sự trên lệch giữa cái áp suất thủy tĩnh và áp suất keo này rất là lớn. Các bạn thấy không? Áp suất thủy tĩnh là BTT đó 40, còn BK đó là áp suất keo 28, và bên đây hai phải bằng nhau. Nhưng mà bên phía về tĩnh mạch đó thì cái áp suất keo nó lớn hơn áp suất thủy tĩnh, dẫn đến là áp suất keo nó có khuynh hướng là nó rút nước, nó trân trọng nước và nó rút nước về để cho tĩnh mạch của chúng ta nhiệm vụ gì các bạn? Đưa máu về tim. Nếu như mà cái áp suất keo này nó nhỏ hơn, dẫn đến là gì? Dẫn đến là nước của chúng ta sẽ trở về tim rất là chậm, dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị phù ứ máu ở tĩnh mạch, đúng không? Ứ máu ở tĩnh mạch dẫn đến là lâu ngày nó sẽ áp suất thủy tĩnh nó sẽ đẩy ra, nó có khuynh hướng là nó sẽ đẩy dịch ra ngoài, dẫn đến là bệnh nhân bị phù được không? Đó là một trong những cái cơ chế dẫn đến là giảm áp suất keo, dẫn đến là bị phù. Như trên đây các bạn thấy bệnh nhân đó là áp suất keo giảm, đó ví dụ như bình thường là 28, nay áp suất keo giảm xuống còn có 8 thôi, mà áp suất thủy tĩnh nó vẫn không thay đổi, ví dụ như 40 thì các bạn thấy cái trên là của nó tới 40 thì nó sẽ khuynh hướng nó đẩy nước ra rất là dữ. Do đó những cái người nào mà giảm áp suất keo thì phù đa phần là các bạn sẽ thấy là phù toàn thân. Tại sao? Tại vì cái áp suất keo nó sẽ đi ở tất cả các nơi của mao mạch, giống như là natri vậy. Natri nó sẽ đi khắp nơi trong hệ thống của chúng ta, nơi nào có máu là nơi có áp suất keo, nơi đó có áp suất thủy tĩnh, áp suất thẩm thấu. Thì áp suất keo giảm thì nó sẽ phù rất là toàn thân. Và chỉ có những cái phù mà liên quan tới phù cục bộ thì đó là phù bạch huyết. Đó là một cái phù đặc biệt của phù chân voi. Các bạn có nghe nói là phù voi, đó là phù của xương chỉ đó, hay nó tắc cái gì? Tắc mạch bạch huyết là nó tắc chỗ này. Tại sao? Tại vì nó sẽ có một cái lượng, như các bạn thấy
máu ở bên phía bao mạch và huyết động mạch nó sẽ xu hướng là đẩy dịch đi ra ngoài và nó sẽ được hấp thu bởi dịch, bởi cái hạch bạch huyết. Nếu như mà nai du chỉ nó chưa nó tắc tại cái hạch bạch huyết này thì nó sẽ dẫn đến là gì? Ứ máu tại ngoại vi, đúng không các bạn? Đây ứ máu tại ngoại vi rất là ngoại bào, dẫn đến là bệnh nhân là phù cục bộ tại cái vùng mà cái hệ thống mạch máu đó nó chi phối thôi, do đó là nó phù rất là lớn theo và phù cục bộ thôi. Đó là một cái phù cơ chế phù riêng lẻ, đó là phù chân voi, đó là phù cho tắc mạch bạch huyết. Đó đây các bạn hình dung được không? À, biết được một cơ chế phù vậy ha. À, đó là phù cho cơ chế tắc mạch bạch huyết là do cái gì? À, là do cái bạch huyết này nó bị tắc, mà tắc này thì nó ảnh hưởng gì tới phù, tại vì do một cái lượng lớn trong cái mao mạch này nó sẽ bị đẩy dịch ra ngoài, và mà bạch huyết của chúng ta có nhiệm vụ là hấp thu 3-5 lít nước nha mỗi ngày để cho gì, để cho nó trở về dịch kẻ. Thì nếu như mà nó bị tắc, nó không hấp thu được, nó sẽ ứ động và nó gây phù nha. Rồi đó là cái cơ chế thứ nhất của phù. Rồi trên cái hình này các bạn cũng thấy cái gì, có sự chênh lệch giữa cái áp lực keo và cái áp lực trị tĩnh. Như vậy nếu như mà áp sức keo nó quá tăng thì nó cũng làm gì, nó có hình áp sức keo nó tăng nó sẽ giữ nước trong lòng mạch ha, còn mà áp sức trị tĩnh nó tăng nó sẽ khuynh hướng nó là gì, nó đẩy dịch ra ngoài tế bào, do đó là gì, phù sẽ có cái cơ chế đó là tăng áp suất trị tĩnh trong những cái trường hợp đó là ứ máu. Nghe các bạn nhớ, ứ máu trong những cái trường hợp đó là phù, vừa có thể là phù cục bộ hoặc có thể là phù toàn thân. Nếu như mà chúng ta có suy tim, nghe suy tim thì sẽ có ứ máu, nhất là ứ máu tĩnh mạch, hay nhất là suy tim phải, ứ máu tĩnh mạch chúng ta sẽ có sẽ phù, phù đối xứng đó là phù hai chi dưới, phù mi mắt hoặc đó là phù. Còn đó là tăng áp suất trị tĩnh, còn giảm áp suất keo như các bạn thấy trên cái hình này, có nghĩa là các bạn nhìn cái hình này các bạn có thể giải thích được các cơ chế phù. Giảm áp suất keo thì cũng dẫn đến là gì, chúng ta sẽ không có hút nước được trong lòng mạch và dẫn đến là nó sẽ bị cái áp suất trị tĩnh nó sẽ đẩy ra ngoài và cũng dẫn đến là phù. Tuy là áp suất trị tĩnh không tăng nhưng mà áp suất keo giảm, nó cũng dẫn đến là cái độ chênh lệch giữa hai cái áp suất này nó tăng lên, dẫn đến là bệnh nhân cũng bị phù do giảm áp suất keo. Và những cái phù này đó là phù toàn thân. Rồi cơ chế thứ ba, thứ ba của cái này liên quan tới đó là tăng tính thấm thành mạch. Tăng tính thấm thành mạch thì các bạn thấy trong cái bài viêm đó, còn nhớ không, có nghĩa là cái tế bào nội mô mạch máu của chúng ta bị chi phối bởi cái hóa chất trung gian đó là histamine, dẫn đến là tế bào nó co lại, dẫn đến là lòng mạch của chúng ta giãn ra và huyết tương nó sẽ thoát ra ngoài, được chưa? Trong đây là lòng mạch, cho nên các bạn sẽ thấy là những cái mạch máu này nó bị đứt khúc nè, dẫn đến là máu nó cũng chảy ra ngoài, được không? Đó là cơ chế thứ tư. Rồi cơ chế thứ năm đó là tăng độ thẩm thấu, có nghĩa là trong mạch máu này chúng ta sẽ có gì, có nhiều natri và nhiều, nếu như mà những trường hợp natri trong máu của chúng ta giảm, trong những cái trường hợp mà có loạn điện giải đó, natri giảm dẫn đến là gì, natri ở trong tế bào chúng ta hoặc là natri nó sẽ thoát ra lòng mạch và nó ở gian bào nhiều. Khi mà nó ở gian bào nhiều thì nó sẽ làm gì, nó sẽ làm gì các bạn, nó sẽ kéo nước ở từ ở trong lòng mạch vô, kéo nước trong lòng mạch vô và gì, kéo nước từ trong tế bào qua, dẫn đến là bệnh nhân cũng bị phù nha. Đó là năm cơ chế của phù, chúc các bạn sẽ nói kỹ. Nhưng mà nhìn chung lại các bạn học thuộc trên cái bản này thì các bạn sẽ giải thích được các cơ chế của phù nha. Thứ nhất đó là gì, áp suất keo, áp suất trị tĩnh. Thứ hai đó là tăng tính thấm thành mạch. Cái thứ ba đó là tăng thẩm thấu, độ thẩm thấu. Và cái thứ tư đó là tắc mạch bạch huyết nha. Đó là năm cơ chế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái sự mất nước. Gói loạn chuyển hóa uống nước thì chỉ có hai dạng thôi, một đó là bị thiếu nước, hai đó là bị phù do dư nước ở ngoại bào. Như vậy mất nước thì người ta sẽ chia theo nhiều loại, trong đó các bạn sẽ thấy có ba loại ha. Mức độ
Thứ nhất đó là như các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái gì, cái định lượng về thành phần hay là phần trăm nước trong cơ thể. Như các bạn thấy những cái trường hợp tiêu chảy, nhất là những trường hợp tiêu chảy suy dinh dưỡng, đây là cái tình trạng mà cái hình mà các bạn thấy đó là suy dinh dưỡng, tiêu chảy, và đó là suy dinh dưỡng ở trẻ em ha, tiêu chảy bệnh nhân mất nước rất là dữ. Trong cái bệnh lý là tả rồi đó, cái bệnh lý rotavirus đó, nó làm cho bệnh nhân tiêu chảy rất là dữ và dẫn đến là mất nước ha. Và mất nước thì người ta chia theo ba nhóm. Thứ nhất là mức độ thì sẽ có là mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3. Khi mà mất nước trên 5% của cơ thể thì bệnh nhân sẽ có các triệu chứng. Rồi, và mức độ 1 là từ 5 đến 10, mức độ 2 là từ 10 đến 15, mức độ 3 từ 15 đến 20. Tương ứng với lại là ABC. Và các bạn nhớ là trên 20% của cơ thể đó là bệnh nhân có nguy cơ các triệu chứng rất là nặng và rất là dễ tử vong. Rồi theo vị trí thì các bạn thấy là nhớ gì? Theo vị trí chúng ta sẽ có mắc nước trong tế bào, gọi là mắc nước nội bào, và mắc nước gì? Mắc nước ngoại bào. Nếu như mà mắc nước nội bào mà trên 2.5% của tế bào thì chúng ta sẽ có các triệu chứng của khát nước, và mắc nhiều hơn nữa sẽ gây ra các triệu chứng của bên não và bệnh nhân sẽ dẫn đến cũng tử vong luôn. Còn cái loại thứ ba mà thường hay gặp trên lâm sàng các bạn sẽ thấy đó là mắc nước theo mắc điện giải. Mắc nước theo điện giải thì chúng ta sẽ có ba loại, đó là mắc nước u trương, mắc nước đẳng trương và mắc nước nhược trương. Như thế nào là mắc nước u trương? Mắc nước u trương các bạn nhớ là mắc nước nhiều hơn mắc điện giải, nước nhiều hơn là u trương. Còn mắc nước với lại điện giải bằng nhau là đẳng trương, còn mắc điện giải nhiều hơn mắc nước, đó là mắc nước nhược trương. Rồi đó là phân loại của cái mắc nước này. Ngoài ra mắc nước thì các bạn còn thấy trong những trường hợp sốt nè, rồi những cái trường hợp khác, ví dụ như chúng ta sẽ có là bị những cái bệnh lý, hoặc là chúng ta sẽ có những cái tình trạng đó là tăng thở quá nhiều, hoặc là những cái bệnh lý khác, hoặc là những cái bệnh lý khác nó gây ra mắc nước nha. Có nghĩa là có nhiều cái tình trạng gây ra mắc nước và có một số cái trường hợp mắc nước khác mà người ta không có phân loại nha. Rồi đó là tình trạng về mắc nước, các bạn hình dung được chưa nha. Vì bất kỳ một nguyên nhân nào đó thì mắc nước thì người ta chia ra mắc nước mức độ, theo mức độ, theo vị trí và theo lượng nước và điện giải. Lượng nước và điện giải mắc nước nhiều hơn thì gọi là mắc nước nhiều hơn là mắc nước u trương, ha, mắc nước mà ít hơn là nhược trương, mắc nước bằng với điện giải là đẳng trương. Rồi chúng ta qua tới cái phần phù. Phù thì các bạn nhớ nó có ba, có năm cái cơ chế gây phù. Cơ chế gây phù tắc mạch tắc huyết thì các bạn nhớ đó là đặc biệt có tình trạng đó là phù do dung chỉ, hoặc là đây là phù do, chúng ta phù chia ra làm hai loại. Như các bạn thấy đây chỉ có một mình đó, hay đây là phù cục bộ. Phù toàn thân là phù hết người, sẽ có là phù cục bộ, phù toàn thân, hoặc là phù ngoại quy hay là nội bào. Phù nội bào thì liên quan tới cái bệnh lý hồng cầu, hình cầu. Rồi phù do lòng mạch thì do tình trạng là tăng thẩm thấu, có nghĩa là các bạn ăn nhiều quá cho nên là thường ra cholesterol, cho nên là bệnh nhân tăng cường giữ muối và nước, cho nên là bệnh nhân là tăng thể tích tinh hoàn lâu ngày. Rồi năm cái cơ chế này vừa mới nãy nói rồi đó nha. Thứ nhất đó là giảm hấp xúc keo, gặp trong những bệnh lý là suy dinh dưỡng, sơ gan, suy gan làm giảm đi tổng hợp albumin máu, giảm bất kỳ một cái nguyên nhân nào đó giảm albumin máu, ví dụ như là mình thấy là suy dinh dưỡng đúng không, thiếu protein dẫn đến là bệnh nhân là giảm tổng hợp albumin, dẫn đến là bệnh nhân cũng phù. Đó là trong những cái trường hợp là bệnh nhân suy dinh dưỡng hay gọi là phù periphery đó, thiếu vitamin B1. Rồi cái phù mà tăng áp lực thẩm thấu thì các bạn sẽ gặp trong những cái trường hợp đó là bệnh nhân sẽ tăng giữ muối và nước nha. Rồi tăng tính thấm thành mạch thì thường gặp trong viêm, đó là những cái phù cục bộ ha. Phù cục bộ nhưng mà lâu ngày nó sẽ những cái yếu tố gây viêm nó có thể lan tỏa toàn thân và nó gây ra phù toàn thân cho những bệnh lý về sốc ha. Đó là tăng tính thấm thành mạch.
tăng cái thấp thành mạch là sao các bạn? Bởi không bạn viêm rồi đó là cái tế bào mát của chúng ta phóng thích cho histamine, và histamine này nó làm co tế bào nội mô thành mạch, và tế bào nội mô thành mạch co dẫn đến là huyết tương chúng ta thoát ra ngoài, hay đó là gây tình trạng gì? Gây tình trạng sưng, còn nhớ không? Sưng thì đó là gì? Sưng nó cũng giống như phù thôi nha. Đó là nó tình trạng dịch ngoại vào. Rồi tăng áp lực thị tịnh thì những cái người nào mà dẫn đến là cái áp lực thị tịnh nó tăng lên, nó có khuynh hướng là nó đẩy nước ra ngoài và dẫn đến là phù. Rồi tùy theo bệnh lý mà nó sẽ có những cái cơ chế khác nhau. Ví dụ như là theo các bạn như bệnh lý là bệnh nhân là suy tim, thì theo các bạn cái cơ chế nào nó gây ra phù đầu tiên? Trong năm cơ chế này thì gì, cơ chế nào nó gây ra phù đầu tiên đối với tình trạng suy tim? Đương nhiên là các bạn sẽ không thấy là nó tắc mạch bạch huyết rồi, đúng không? Tắc mạch bạch huyết chúng ta chỉ nói tới bệnh lý về dung chỉ tắc mạch thôi, hoặc là những bệnh lý viêm, hoặc là huyết khối nó làm tắc cái mạch đó thôi. Còn lại bây giờ ví dụ như các bạn thử suy nghĩ xem, đó là suy tim thì bệnh nhân có phù, ví dụ như nó là suy tim phải nha, bệnh nhân có phù hai chi dưới, như vậy các bạn theo các bạn cái cơ chế nào gây ra phù đầu tiên? Theo các bạn nào đưa ra ý kiến mình, suy tim thì cái cơ chế nào phù đầu tiên? Rồi sơ nghe cái cơ chế nào phù đầu tiên? Suy tim thì các bạn suy nghĩ nè, suy tim phải thì sao? Là tim của chúng ta, tim phải của chúng ta không có co bóp được, đúng không? Tim phải có nhiệm vụ gì? Hút máu từ các tĩnh mạch về, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới, nó đổ vào tâm nhĩ phải, từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải, và nó đi bơm máu đi lên động mạch phổi. Như vậy suy tim phải dẫn đến là gì? Tim chúng ta phải nói cái hút lại, hút máu về, nó sẽ làm gì? Nó giảm, đúng không? Như vậy hút máu về giảm thì máu nó sẽ ứ tại đâu? Ứ tại tĩnh mạch, đúng không? Càng ngày nó ứ càng nhiều thì nó sẽ tăng cái gì? Tăng áp lực thị tịnh, đúng rồi. Đầu tiên nó phải có hiện tượng tăng áp lực thị tịnh, rồi sau đó làm gì? Sau cái áp lực thị tịnh đó, nó lâu ngày nó sẽ dẫn đến là gì? Tế bào của chúng ta sẽ bị thiếu máu lùi, đúng không? Do cái gì? Tế bào tĩnh mạch của chúng ta là nơi trao đổi giữa cái oxy và CO2, mà nó chứa nhiều oxy nhiều quá dẫn đến là thiếu máu lùi, dẫn đến là gì? Bệnh nhân sẽ chuyển hóa hiếm khí, dẫn đến là gì? Toàn chuyển hóa, và dẫn đến là những cái axit đó nó làm gì? Tăng tính thấm thành mạch. Ngoài ra cơ thể của chúng ta sẽ làm gì? Cơ thể của chúng ta thấy là bệnh nhân này sẽ thiếu cái lượng oxy, thiếu lượng oxy đó, và dẫn đến là gì? Cơ thể của chúng ta sẽ kích thích thận, nói là bệnh nhân này thiếu oxy, dẫn đến là tăng cường muối nước để giữ nước, để đưa lượng máu đi đến cơ quan, dẫn đến là bệnh nhân sẽ có gì? Tăng áp lực thẩm thấu nha. Do đó là có ba cái cơ chế. Rồi đó là đối với suy tim. Còn sơ gan thì theo các bạn, sơ gan nó sẽ cơ chế nào nó sẽ gây ra phù cổ trướng? Các bạn thấy giai đoạn sau của sơ gan bệnh nhân sẽ bị cổ trướng. Các bạn có gặp cái bệnh nhân đó chưa các bạn? Thấy cái bụng rất là bự nha. Như vậy theo các bạn, bụng bự đó là do đâu? Thứ nhất là các bạn biết đó là nó sẽ xảy ra hiện tượng đó là tuần hoàn màng hệ, có nghĩa là gì? Cái áp lực cái tĩnh mạch cửa tăng lên nha, hệ thống mạch cửa của chúng ta bị ứ lại nha. Đó là sơ gan. Thì máu về đâu? Máu về gan của chúng ta sẽ bị ứ lại, do gan chúng ta không chuyển hóa hết được, thì toàn bộ hệ thống tĩnh mạch cửa của chúng ta sẽ bị ứ lại nha. Giai đoạn đầu đó là do, có thể đó là do giảm áp suất keo, do không có giữ được albumin trong lòng mạch,
Các bạn nhớ không? Bình thường gan sẽ sản xuất ra albumin. Nay bây giờ gan sẽ không sản xuất ra được albumin thì dẫn đến là gì? Protein áp suất ở trong tĩnh mạch, áp suất keo trong tĩnh mạch của chúng ta sẽ giảm. Đúng không? Áp suất keo trong tĩnh mạch chúng ta giảm thì đầu tiên đó là ở cái hệ cửa. Hệ cửa là nơi cái gì lưu lượng của cái tiêu hóa chúng ta về đó nhiều nhất. Áp suất keo tĩnh mạch giảm dẫn đến là gì? Chúng ta sẽ có là phù. Phù do thoát huyết tương do giảm áp suất keo. Giảm áp suất keo phù sau đó là gì? Lâu ngày nó sẽ gì? Cũng giống như trường hợp kia, nó cũng tăng tính thấp thành mạch rồi dẫn đến là tăng áp lực thủy tĩnh và dẫn đến là tăng áp lực thẩm thấu nha. Do đó là các bạn thấy là sau này các bạn sẽ đi lâm sàng, các bạn sẽ có gặp những cái tình trạng phù khác nhau nhưng mà cơ chế ban đầu của nó không giống nhau. Ví dụ như các bạn thấy trong những trường hợp là viêm nha, thì đầu tiên của viêm đó là sưng, đó là do cơ chế, đó là do tăng tính thấm thành mạch nha. Cơ chế đầu tiên của sưng phù do viêm đó là do tăng tính thấm thành mạch chứ không phải là do các nguyên nhân khác, đúng không? Là do cái tế bào viêm, tế bào mát của chúng ta phóng thích cái histamine và nó tăng tính thấm thành mạch dẫn đến là phù. Thời gian sau đó khi mà phù nó tăng lên, nó mới tạo nên tăng áp suất thị tĩnh. Rồi sau đó là gì? Cái tế bào của chúng ta tăng cường chuyển hóa, xong đó là mới làm cho cái gói loạn chuyển hóa lucid rồi đó, nó làm cho tăng cái thẩm thấu cũng dẫn đến là phù. Có nghĩa là giai đoạn đầu mỗi một cái bệnh lý nó sẽ có cơ chế khác nhau. Rồi đó là năm cái cơ chế gây phù. Chúng ta quay lại, chúng ta giải đáp 20 câu hỏi này, chúng ta nghĩ giải lao các bạn. Ở đây các bạn hình dung các bạn hiểu được bài này chưa? Sơ sơ không? Sơ sơ nha. Rồi câu 1. Câu 1 là C nha. Câu 2. Sơ sinh thì là cao nha, 85. Rồi câu 3. Trẻ 54 là 7. 75. Đúng không? Rồi nước chiếm bao nhiêu phần trăm ở gan? 70, trên 70. Não cũng vậy nha. Rồi ở xương dưới 40 nha. Nếu mà chọn này mà chọn nhiều các bạn, bạn chọn thêm cái gì nữa? 25. À, 25. Nhưng mà tại sao trên 25? Chọn trên 25 có khả năng nó là nhiều, nó trên 40 nha. Nhưng mà gì? Nó phải dưới nha, dưới 40 thì nó trên 25. Nó đúng nhưng mà chưa chính xác nha. Ta nói là trên 25 thì 55 được không? Nhưng mà 55 thì nó sao? Nó 55 là nó vượt quá dưới 40 nha. Rồi canxi có chức năng nào? Chọn nhiều đáp án. A, B, C nha. Độ to dạ dày là do cái nào? Sinh L nha. Rồi, câu 10, nước thoát ra ngoài cơ thể qua những đường nào sau đây? ABC luôn. Rồi, khi nói về nhu cầu muối thì chọn nhiều đáp án thì chúng ta bỏ C, tôi bỏ B nha, chọn A, C, D. Trên 100 đến 200 gram muối là muối chúng ta. Nước được phân bổ ở khu vực nào sau đây các bạn? Trong tế bào, trong lòng mạch và giang bào. Rồi này phần trăm 50%, 5% và 15%, nhớ là trong lòng mạch là thấp nhất. Rồi rồi thêm trong lòng mạch cao hơn giang bào đúng không? Đúng. Natri trong tế bào thấp hơn ngoại bào đúng không? Trong tế bào thì thấp hơn ngoại bào đúng. Kali trong tế bào cao hơn ngoại bào là đúng nha. Clo ngoài tế bào thấp hơn trong tế bào thì sai nha. Clo ngoài tế bào cao hơn nha. Rồi cơ chế của sự trao đổi nước thì nhờ có ba cái cơ chế tăng áp lực thị tĩnh, áp lực thị thẩm thấu và áp lực keo nha. Thì các bạn thấy cái hình đó
tâm linh thấm thành mạch là nằm trong viêm, đó là không phải là sự trao đổi nha. Rồi vùng dưới đồi nha. Rồi vị trí mắt nước, các bạn nhớ vị trí thì đâu, vị trí chúng ta sẽ có gì, trong và ngoài nha. Thì đây là nó là trong, ngoại vào, rồi đây là nội vào. Rồi lượng mắt nước thì chúng ta sẽ có gì, lượng mắt nước kèm theo điện giải thì có mắt nước ưu trương, nhượng trương, đẳng trương nha. Rồi cơ chế gây phù nha, bỏ đi cái áp lực keo nha, bỏ đi cái tăng áp lực keo, chúng ta sẽ có là A B C D E nha. Rồi nếu các bạn hình dung nha, về cái gì học thêm tại bài này chúng ta sẽ có liên quan tới cuối kỳ. À không biết, thấy đó là nó 7.4 nha, đây là cộng trừ 0.05 à, do đó là nó hơi tinh kỳ một chút xíu. Tại sao? À tại sao? Tại vì trong cơ thể của chúng ta các bạn thấy là luôn luôn có sự trao đổi, chắc nhất là tạo ra môi trường axit nha, axit lactic, đó là một cái axit rất là mạnh, đó là trong cơ thể của chúng ta sẽ có một cái hệ thống điện để nó trung hòa lại với cái axit đó, do đó nó phải hơi kiềm một chút xíu để cơ thể của chúng ta khi mà chuyển hóa quá nhiều sẽ trung hòa lại liền, dẫn đến là cho cái pH của chúng ta luôn luôn ổn định, giống như nhiệt độ của chúng ta cũng vậy các bạn nha. Có một cái hệ thống điện, chúng ta sẽ có ba cái cơ chế để điều hòa cái sự chuyển hóa này nha. Điểm danh các bạn nha. Hay là 7.45. Còn axit thì sao các bạn? Máu của chúng ta sẽ kiểm ra các bạn sẽ có, đó là pH máu sẽ dưới 7.35 à. Và những người nào mà bị gọi là nhiễm kiềm hoặc là nhiễm ton thì người ta lại chia ra lại là nhiễm kiềm cố định hoặc là nhiễm kiềm bay hơi, hay còn gọi là kiềm hô hấp hay là kiềm chuyển hóa. Toan cũng vậy, vậy chúng ta sẽ có là toan hô hấp hay là toan chuyển hóa. Để hiểu được cái này thì các bạn phải đối với toan thì các bạn nhớ cái phản ứng, phản ứng mà nó sẽ tạo ra cái hệ thống điện, cái có nghĩa là trong máu chúng ta các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái, đầu tiên các bạn nhớ là CO2 nha, cộng với gì, cộng với nước nha. Đây là phản ứng thuận nghịch, nó sẽ tạo ra gì các bạn, H2CO3, mà H2CO3 này nó sẽ có khả năng tạo ra đó là H cộng và CO3 trừ HCO3 trừ. Rồi như vậy đây là axit yếu nha, axit yếu dễ bay hơi. Rồi như vậy những cái trường hợp nào mà chúng ta sẽ ngoài ra trong hệ thống điện của chúng ta sẽ có một cái mối của nó, thường sẽ có một cái mối mà của cái bazơ mạnh NaHCO3 nha. Và những cái mối này nó sẽ có tác dụng là nó trung hòa lại với những cái axit hoặc là những cái bazơ mạnh để nó làm giảm đi cái tính kiềm hoặc là cái tính axit của cái thức ăn hoặc là cái thuốc mà chúng ta chuyển hóa vào, để nó từ một cái axit mạnh nó sẽ kết hợp với một cái bazơ để nó tạo ra một cái mối, và cái đó hoặc là một cái mối của nó để tạo ra một cái axit hoặc là một cái bazơ yếu hơn, đó là gọi là hệ thống điện Hệ thống này nó sẽ ra tức thì và nó không kéo dài cũng như không hiệu quả. Rồi tiếp theo đó là hệ thống thứ hai, đó là hệ thống hô hấp
đó là tình trạng là tăng thải CO2 hoặc là chúng ta là ứ động CO2 nha. Như các bạn thấy, nếu như mà CO2 trong máu của chúng ta quá nhiều thì có khuynh hướng là nó sẽ gì? Nó sẽ tạo ra cái H2CO3 này nhiều, và H2CO3 này nó nhiều thì nó dễ bị phân ly ra thành H cộng, và H cộng càng nhiều nó đi vào trong máu thì nó làm gì? Nó làm giảm đi cái độ pH của chúng ta, và dẫn đến là bệnh nhân thì các bạn pH càng nhiều thì nó sẽ mang tính axit, dẫn đến là bệnh nhân sẽ axit nha. Hoặc là tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta bị mắc cái HCO3 này quá nhiều, mắc CO3 này quá nhiều thì cũng dẫn đến là chúng ta sẽ dẫn đến là bị toan, hay gọi là toan chuyển hóa. Gặp trong những cái trường hợp đó là chúng ta bị nôn ói nè, bị tiêu chảy nè. Tại sao? Tại vì ở trong cái ruột của chúng ta cái hệ HCO3 này, hệ kiềm này nó nhiều. Nếu như mà HCO3 nhiều thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta cũng bị mắc mắc cộng, và chúng ta mắc đến axit, dẫn đến là có nghĩa là chúng ta bị toan chuyển hóa nhiều. Rồi như vậy hệ thứ ba trong cái hệ điện để cho nó cân bằng lại cái kiềm toan này thì các bạn sẽ có là hiệu quả nhất, đó là bằng đường thận. Hay có nghĩa là gì? Thận của chúng ta sẽ tăng đào thải H cộng và tăng hấp thu hoặc là tăng tạo mới CO3 trừ. Do đó nếu như mà trong máu của chúng ta nồng độ H cộng nhiều quá thì các bạn sẽ làm gì? Thận của chúng ta sẽ tăng cường thải nó đi, đào thải thận H cộng ra ngoài, dẫn đến là chúng ta sẽ ổn định cái lượng H cộng trong cơ thể và cái pH của chúng ta ổn định, được chưa? Đó là cái cơ chế lâu dài và ổn định nhất. Rồi tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta thấy trong nồng độ máu ta có HCO3 trừ ít quá thì làm sao? Có nghĩa là nó bị mắc đi qua đường tiêu hóa, đó là tiêu chảy và nôn ói, thì cái thận của chúng ta bù trừ lại bằng cách nào? Bằng cách là tăng hấp thu hoặc là tăng đào với HCO3 trừ. Đó là ba cái cơ chế chính để tạo nên cho cái cân bằng. Như vậy đối với bài này các bạn nhớ cho anh, như thế nào được gọi là kiềm, như thế nào được gọi là toan nha, và làm sao để biết được đây là bệnh nhân là kiềm chuyển hóa hay là kiềm hô hấp, hay là bệnh nhân này là toan chuyển hóa hay là toan hô hấp. Rồi cơ chế bù trừ hay là hệ thống mà để cân bằng của cái kiềm toan này, đó là có ba cơ chế. Một là cơ chế của hệ điện, hay là có sẵn ở trong gian bào hoặc là trong nội huyết tương của chúng ta. Như các bạn đã thấy, đó là những cái hệ thống, những cái chất điện giải đó, clo nè, HCO3 nè, rồi HPO4 nè, thì những cái đó là những cái hệ điện nó sẽ có ở bên trong huyết tương hoặc là ở bên trong gian bào, được không? Có nghĩa là ở ngoại bào để nó tránh cho chúng ta tế bào bị tổn thương. Như vậy những cái môi trường nào mà khi mà chúng ta bị nhiễm toan thì nó sẽ kết hợp với lại trong hệ thống điện của chúng ta, trong huyết tương hoặc trong gian bào, nó sẽ có một cái gì? Một có một cái axit, một cái axit và một cái muối của axit mạnh để nó trung hòa lại, hoặc là một cái kiềm, hoặc là một cái muối của cái kiềm đó để làm gì? Để nó trung hòa lại, khi mà axit cộng với muối hoặc là với kiềm thì nó sẽ tạo ra một cái muối, một cái kiềm. Tiếp theo để nó giảm đi cái phần muối và phần bazơ hoặc là cái axit mạnh ban đầu, có nghĩa là gì? Một axit mạnh được tạo ra, nó kết hợp với lại hệ điện của chúng ta để tạo ra một cái axit yếu hơn, hay một cái axit yếu hơn này dẫn đến là giảm đi cái lượng mà pH nó tác động vào cái hệ máu của chúng ta. Được không? Như vậy hệ máu chúng ta cần có một cái pH để làm gì? Để nó xảy ra tất cả các quá trình phản ứng, có nghĩa là mỗi một cái phản ứng nó chỉ xảy ra khi một cái pH nó
ổn định mà thôi nha, có nghĩa là tùy mỗi một cái phản ứng nó sẽ có một pH thích hợp, do đó máu luôn luôn diễn ra và để duy trì hạn định sẽ có là pH là bằng 7.4, nhưng mà có thể là cộng trừ 0.05, do đó các bạn sẽ thấy máu của chúng ta sẽ ở khoảng 7.35 cho tới 7.45 ha. Rồi như vậy cái hệ thống điện này là các bạn ha, các bạn sẽ thấy là nếu như mà chúng ta có thêm axit đúng không, là H cộng tăng ha, H cộng tăng thì thêm axit dẫn đến là pH máu giảm. Tới đây các bạn hình dung không, thì cái chuyển hóa này nè, như vậy CO2 ứ động là nhiều, có nghĩa là tình trạng đó là bệnh nhân tắc nghẽn đường hô hấp, hoặc là bệnh nhân ngạt, hoặc là một cái lý do nào đó mà chúng ta tăng cường chuyển hóa dẫn đến là gì, bệnh nhân đặc bị viêm nè, hoặc là bệnh nhân bị cái vấn đề tắc nghẽn đường hô hấp dẫn đến là CO2 trong máu của chúng ta tăng lên, được chưa? CO2 trong máu của chúng ta tăng lên thì nó sẽ có kết hợp với nước và nó tăng cường phản ứng tạo ra H2CO3, và H2CO3 này nó là một axit yếu, nó dễ bay hơi và nó tăng cường và tạo ra H cộng. Thì H cộng này có ở trong máu thì dẫn đến là pH của chúng ta sẽ giảm, và để cơ chế bù trừ lại pH giảm thì các bạn phải làm gì, chúng ta phải cơ thể chúng ta bắt buộc phải tăng thông khí đi, bù trừ lại mà chúng ta phải tăng thông khí đi, hoặc là gì, hoặc là trong cơ thể của chúng ta giai đoạn sau thận phải làm gì, thận phải đào thải cái thằng H cộng này lên, đó là cái cơ chế được chưa, các bạn hình dung được không nè. Hoặc là gì, đầu tiên các bạn phải nhớ là đối với những cái trường hợp chúng ta sẽ có ba cơ chế, nhưng mà riêng đối với cái trường hợp mà những trường hợp tổn thương tại phổi đó, ví dụ như bệnh nhân đó là bị hen phế quản, bị COPD, hoặc là bị một cái bệnh lý nào tắc nghẽn ở phổi dẫn đến là CO2 trong máu của chúng ta tăng lên, như vậy phổi nó mất hết chức năng rồi, nó sẽ không có cái cơ chế bù trừ tại phổi, nó chỉ có cơ chế bù trừ tại hệ điện và nhất là ở thận thôi. Do đó thận nó phải làm gì, nó phải tăng cường đào thải H cộng. Mà ở thận chúng ta sẽ có những cái hệ điện, đó là những cái muối, những cái muối amin và muối phát phát, đó là nó phải kết hợp được với những cái muối này để nó tăng đào thải H cộng ra ngoài, như các bạn thấy muối amin giống như là H3 cộng với H cộng để nó tạo ra NH4 mà nó thải ra ngoài nha, tăng bài tiết axit ra ngoài. Có nghĩa là H cộng này nó phải được gắn kết với một cái muối nào đó nha, để nó tăng thải ra ngoài, có thể là theo cái muối amin hoặc là muối phát phát, để nó tăng thải ra ngoài nha. Rồi nếu như mà toan chuyển hóa là chúng ta phải tái hấp thu H cộng thì nó sẽ kết hợp theo muối phát phát để nó tăng sinh bicarbonat HCO3 trừ để nó bù trừ lại cho chúng ta gắn kết H cộng để tạo ra một cái thời điểm để tạo nên cân bằng mới, được không? Trường hợp nếu như mà không cho tổn thương tại phổi thì chúng ta sẽ có tăng thông khí, tăng thông khí từ đó là sẽ giảm BaCO2, giảm nồng độ thì sẽ giảm H cộng và giảm HCO3 trừ, có nghĩa là theo cái chiều hướng ngược lại, nó không có tạo ra sản phẩm này nữa, quy trình phản ứng này không xảy ra thì sẽ không có tạo ra H cộng và HCO3 thì máu của chúng ta sẽ trở lại bình thường, được chưa? Đó là cơ chế bù trừ. Hoặc là ngược lại, nếu mà do chúng ta bị mắc HCO3, đó là gì, gọi là toan chuyển hóa, gặp trong những cái trường hợp là các bạn bị tiêu chảy, các bạn bị nôn ói thì cơ thể của chúng ta bù trừ lại bằng cách đó là gì, chúng ta sẽ tăng thông khí, tăng thông khí để làm gì, để dự trữ. Đây các bạn sẽ thấy tăng thông khí để làm giảm đi CO2, để cắt đi cái chỗ phản ứng này nha, tăng thông khí lên, và có những trường hợp các bạn phải làm cho
khác cộng là những trường hợp mà bù trừ lại trong cái quá trình chúng ta bị mắc mắc sơ ba nha. Thì do đó các bạn sẽ thấy những bệnh nhân đó là thở thở nhanh và nông để tạo nên cái tăng cái nồng độ CO2 này để cho cái phản ứng này bù lại và bệnh nhân sẽ được tái hấp thu mắc cộng HCO3 trừ để bù trừ lại cái sự mắc đi này. Đó là cơ chế bù trừ qua hệ điện nè, qua cái đường thận và đường hô hấp nha. Rồi chung quy lại các bạn sẽ nhìn thấy kết quả và các bạn nhận định ra được đó là gì, đó là to hô hấp hay là to chuyển hóa hay là kiềm hô hấp và kiềm chuyển hóa. Và đối với bệnh nhân mà kiềm hô hấp thì bệnh nhân tử vong rất là sớm nha, hoặc là những cái bệnh kiềm hô hấp thì kiềm chuyển hóa thì cũng ít là gặp. Trên lâm sàng thì các bạn sẽ gặp trong những trường hợp đó là to chuyển hóa và to hô hấp. To chuyển hóa và to hô hấp thì những bệnh lý này thường sẽ dây dẫn kéo dài. Các bạn sẽ thấy ví dụ như một người nào đó đái tháo đường nè, dẫn đến là vô trong cơ thể của chúng ta bệnh nhân đó là mệt khó thở nè. Và chúng ta sẽ xử lý to chuyển hóa nó xong, nó bù nước thì giải và xong bệnh nhân sẽ hết. Và thời gian sau bệnh nhân sẽ bị trở lại do cái gì, do trường hợp là tăng axit lactic trong máu và hệ điện của chúng ta không xử lý được. Đó là bệnh nhân thường đái tháo đường sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận, đúng không? Bệnh nhân to chuyển hóa thì sẽ tạo ra HCO3 cộng và cơ thể của chúng ta phải đào thải H cộng nên bị tổn thương, thận sẽ không đào thải được H cộng dẫn đến là bệnh nhân bị to hoặc là bệnh nhân bị ứ lại HCO3 rất là nhiều dẫn đến là to chuyển hóa nha. Rồi đây là các bạn chốt lại, các bạn phải hình dung, phải nhớ học xong bài này các bạn nhìn vô cái sơ đồ này các bạn chẩn đoán ra được thôi nha, to chuyển hóa hay là to hô hấp hay là kiềm chuyển hóa hay là kiềm hô hấp. Cho đó các bạn thấy đầu tiên chúng ta sẽ có pH máu thì các bạn sẽ làm gì, xét nghiệm máu để tìm ra pH máu. Cái thứ hai đó là các bạn sẽ lấy khí máu động mạch khí máu động mạch để cho các bạn ra cái áp suất BACO2 BACO2 như các bạn thấy nếu một người xét nghiệm máu ra pH mà dưới hơn 7.35 mà BACO2 có nghĩa là nồng độ oxy trong máu tăng thì các bạn chẩn đoán đó là gì? Bệnh nhân sẽ toan hô hấp nha. Bệnh nhân sẽ toan hô hấp. Để bù trừ lại cái tình trạng toan hô hấp này thì chúng ta phải làm gì? Hệ điện của chúng ta hoặc là thận của chúng ta sẽ gì? Tăng hấp thu HCO3 trừ tăng hấp thu CO3 trừ, được không? Như vậy các bạn sẽ thấy những người nào mà nhiễm toan hô hấp sẽ thấy hiện tượng đó là gì? Nồng độ CO2 trong máu sẽ tăng, kéo theo cái phản ứng này xảy ra. Như vậy thận của chúng ta sẽ một là tăng thải H cộng tăng thải H cộng ra để bù trừ lại tăng thải H cộng bằng cái con đường thận, đó là kết hợp với nhóm muối amin, nhóm phốt phát để thải cái H cộng ra ngoài, hoặc là kết hợp với nhóm phốt phát để tăng hấp thu các CO3 trừ. Được chưa? Tại vì tăng CO và HCO3 thì hai cái thành này để nó trung hòa lại cái pH của chúng ta. Hoặc là một cái trường hợp các bạn thấy pH của chúng ta giảm mà HCO3 giảm, đó là trong những trường hợp toan chuyển hóa, gặp trong các trường hợp đó là bệnh lý đái tháo đường hoặc là bệnh lý tiêu chảy. Như vậy có những cái trường hợp các bạn thấy giai đoạn đầu của tiêu chảy là toan chuyển hóa và tạo ra axit lactic. Axit lactic đi khắp nơi tạo nên là chúng ta sẽ có tình trạng đó là tăng tính thấm thành mạch, dẫn đến là bệnh nhân cứ phù và chúng ta phải xử lý được, và chúng ta phải truyền thêm một cái chai natri carbonate vào thì chúng ta mới giải quyết được cái tình trạng toan chuyển hóa này bù lại để giải quyết được cái tình trạng mà toan chuyển hóa này. Cơ thể của các bạn phải làm gì? Tăng thông khí để làm giảm nồng độ CO2, như vậy là HCO3 trừ và CO2 BACO2 này nó phải cân bằng với nhau. Rồi tương tự như vậy các bạn
xét nghiệm thấy pH máu lớn hơn 7.45, nhưng mà nồng độ CO2 giảm. Như vậy gặp trong những cái tình trạng đó là các bạn cho thở thông khí quá nhiều, hoặc trong những bệnh lý là thông khí bệnh nhân là cho thở oxy quá nhiều nha, và nồng độ CO2 giảm, gọi là tình trạng tăng thông khí. Bệnh nhân hít thở oxy nhiều hoặc là trong nồng độ oxy nhiều thì nó là giảm nồng độ CO2. Nồng độ CO2 chúng ta giảm quá mức đến lúc đó là chúng ta sẽ bị kìm hô hấp và dẫn đến là bệnh nhân tử vong rất là nhanh ha. Ức chế trung tâm hô hấp. Rồi thì cái bệnh lý này các bạn cũng ít có gặp, và kìm chuyển hóa này cũng vậy, từ to chuyển hóa kìm nó cũng có vậy. Còn mù và mắt mù, những trường hợp mà nhiễm kìm chuyển hóa thì cái nồng độ HCO3 này tăng lên, thì nồng độ HCO3 này tăng lên thì các bạn thấy có thể đó là cái HCO3 này chúng ta sẽ được tái hấp thu ở thận rất là nhiều. Nếu bệnh lý nào ở thận mà tăng cường hấp thu CO3 nhiều quá cũng dẫn đến là kìm chuyển hóa, đó là bệnh lý tại thận. Rồi chung quy lại các bạn hiểu được cái cơ chế rất là khó, thì các bạn nhớ giúp cho các bạn này, sau này thì các bạn gặp được từ từ rồi các bạn sẽ đi sâu vào, các bạn tìm hiểu, các bạn phân tích nha. Vậy em sẽ cho các bạn thấy là những cái bệnh lý nào sẽ gặp trong những trường hợp đó, ví dụ như là to hô hấp. Thì các bạn nhớ trước tiên là to là gì, pH phải dưới hơn 735 nha, có nghĩa là pH máu giảm. Gói đoạn tiên phát của nó sẽ là gì, có nghĩa là do cái nồng độ PaCO2 trong máu tăng lên, do đó đáp ứng bù trừ của chúng ta, các bạn sẽ thấy nó là gì, chúng ta phải tăng hấp thu HCO3 nha. Như vậy ở đây tăng hấp thu CO3 chúng ta có thể là do thận của chúng ta, đó là cái con đường lâu dài nhất nha. Tại vì các bạn nhớ là con đường hấp thu ở thận nó sẽ có là hấp thu CO3, tạo mới CO3 và tăng thải natri, tăng thải hắc cộng. Đây hai cái cơ chế này nè, đó sự điều hòa chính ở thận, sự điều hòa chính ở thận là các bạn thấy nó là gì, tăng bài tiết hắc cộng và tăng tái hấp thu bicarbonat nha. Nó hai cơ chế đó nên nó bù trừ lại. Rồi như vậy cơ thể của chúng ta phải đáp ứng lại chính đó là ở thận phải tăng hấp thu HCO3. Rồi kìm hô hấp thì làm sao, kìm hô hấp thì có tình trạng thông khí, như vậy đó là nồng độ oxy CO2 trong máu giảm, hay có nghĩa là chúng ta thở ra CO2 trong máu giảm và pH tăng, thì cơ chế bù trừ của chúng ta phải làm gì, cơ chế bù trừ của chúng ta phải phải tăng thải HCO3. Như vậy tăng thải HCO3 thì cái phản ứng này nó sẽ theo cái chiều ngược lại, được không các bạn? Tăng thải HCO3 thì cái lòng mắc đi CO3 thì cái phản ứng này nó sẽ tăng cường, nó đẩy ngược lại tạo ra CO2 và nước để bù lại cái CO2 đã mắc, được không các bạn? Rồi to chuyển hóa thì cái gì, to chuyển hóa thì HCO3 giảm. HCO3 giảm trong cái trường hợp đó là chúng ta nôn nè, bệnh nhân là bị tiêu chảy nè, hoặc là những bệnh lý chuyển hóa của đái tháo đường. Như vậy nồng độ HCO3 giảm, HCO3 giảm mà ta bù trừ lại là chúng ta làm giảm cái nồng độ PaCO2, làm giảm nồng độ PaCO2 bằng cách gì, chúng ta làm thông khí nha, tăng thông khí, bệnh nhân là phải hít thở nha, làm hít thở, đó là con gì. Kim chuyển hóa thì các bạn thấy là nồng độ lớn hơn 7.45, gói gọn của nó là do tăng nồng độ HCO3 và cơ chế bù trừ của chúng ta cũng tăng, tăng cường thải ra CO2, thải ra CO2, tăng cường thải CO2 nghe kiềm chuyển hóa. Nếu như mà không thì nó sẽ bị ức chế trung tâm hô hấp. Rồi đó là cái cơ chế bù trừ, và các bạn thấy chúng ta sẽ có nhiễm to còn bù và nhiễm to mắc bù nha. Nhiễm to còn bù thì là mới, nhiễm to mắc bù là khi mà thận của chúng ta không có còn bù lại được nữa nha.
Khi mà bị nhiễm toan thì các bạn nhớ tăng nồng độ hắc cộng ở dịch ngoại bào, làm cho cái pH máu có khuynh hướng giảm xuống. Như vậy các bạn nhớ lại những cái điện giải ở bên trong tế bào và ngoài tế bào. Rồi, đây là cái cơ chế điều hòa pH ở thời điểm đó là ở phổi và thải axit bay hơi qua thận. Rồi ba cái cơ chế này, đầu tiên đó là cơ chế của hệ thống hệ điện. Hệ thống hệ điện của nó là phải có một cái axit mặn, một cái axit và một cái muối của cái base mặn, một cái muối của nó, một cái axit và một cái muối của nó, đó là một cặp của nó. Và khi mà đầu tiên khi mà nguồn thức ăn của chúng ta nó là có tính axit, hoặc là những cái axit do cái chuyển hóa, ví dụ là chuyển hóa hiếm cái axit lactic, hoặc là do cái dịch tiêu hóa của chúng ta, thì các bạn thấy là chúng ta đói lâu ngày là cho pH trong máu ta tăng lên đó nha, cho lo nhiều đó thì HCl nó sẽ tăng lên, thì dẫn đến là làm thay đổi những cái nồng độ pH máu, thì cơ thể của chúng ta ngay lập tức sẽ có lấy cái hệ điện ra chúng ta cân bằng để cho nó giảm ít cái sự thay đổi pH máu. Rồi qua cái hệ điện mà nó không giải quyết được thì nó sẽ đi tới cái đường hô hấp, có nghĩa là chúng ta bù trừ lại bằng cách là tăng thải CO2 hoặc là bị tắc nghẽn CO2, nghe không có cho thở oxy nhiều, đó thở chậm nha và nông. Còn cái lâu dài nhất đó là cái đào thải axit không bay hơi, đó là hoạt cộng và CO3 trừ qua đường thẳng. Qua cái hệ này nó quan trọng và nó kéo dài trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà giai đoạn sau thận của chúng ta bị tổn thương thì nó sẽ gọi là mắc bùn. Và đối với thận thì các bạn nhớ là gì, nó sẽ gì, tăng thải H cộng nè, và tăng tái hấp thu cũng như là tăng tái tạo CO3 trừ. Và H cộng này nó sẽ được đào thải qua những cái muối của nó nha, muối amin hoặc là muối phốt phát. Rồi hệ thống điện thì các bạn sẽ có ba cái hệ thống, thì trong đây cái hệ thống bicarbonat là hệ thống quan trọng nhất, còn hệ thống điện protein là hệ thống điện lớn nhất, và hệ thống điện trao đổi giữa H cộng và K cộng qua những cái kênh kênh kali và H cộng. Hệ thống điện bicarbonat thì các bạn sẽ thấy đó là nó ở ngoại bào nhiều hơn, còn hệ thống điện protein thì nó sẽ nằm ở trong cũng ngoại bào luôn nha. Nhưng mà hệ thống điện bicarbonat nó sẽ thẳng vào trong máu. Như các bạn thấy mới nãy là những cái ion âm của chúng ta đó, clo và hoạt cộng nha. Và khi mà thay đổi nồng độ axit thì HCl3 hệ thống bicarbonat này của chúng ta sẽ vào tham gia liền nha. Ví dụ như các bạn sẽ thấy nha, nếu như mà trong máu của chúng ta phóng thích ra H cộng nó sẽ kết hợp với HCl3 tạo ra CO2 và nước. Nếu như mà nồng độ này nó quá cao, tương tự như vậy thì nó làm ra gì, giảm cái nồng độ của axit xuống. Rồi hệ thống điện là hệ thống trong huyết tương và trong tế bào. Như vậy trong huyết tương mới nãy các bạn thấy nó là của natri nhiều đúng không, natri sẽ ở ngoài lòng mạch nhiều hơn, và cái hệ thống của K cộng này, kali nó ở trong tế bào nhiều hơn. Như vậy hệ thống điện trong huyết tương là của natri, còn trong tế bào là của kali nha. Và những cái tế bào đào thải axit của nó rồi do đó là khi mà gần có một cái axit yếu và muối của nó với một cái base mạnh thì nó sẽ làm trung hòa lại được cái hệ thống điện đó, và cái hệ thống này nó làm thay đổi không quá nhiều, hay có thể từ 0.1 cho đến 0.2 thôi. Do đó những cái trường hợp nào mà làm thay đổi pH quá lớn thì nó phải bắt buộc thông qua hệ thống thứ hai, đó là hệ thống hô hấp. Quan trọng của hô hấp, lượng axit carbonic cho tế bào sản sinh ra hàng ngày với cái axit carbonic sinh ra do cái phản ứng điện sẽ làm cho cái hệ thống hemoglobin trong cầu chúng ta phải đem vào phổi thải rất nhiều. Cái sự đào thải mạnh mẽ của CO2 làm cho chúng ta pH tăng lên nha. Có nghĩa là pH ta đang có khuynh hướng giảm thì chúng ta phải nhờ tới cái vai trò của hô hấp. Nhưng mà những bệnh lý vai trò của hô hấp bị tổn thương rồi, có nghĩa là bệnh nhân mà bị tắc nghẽn đường hô hấp thì sẽ không có sự tham gia của vai trò hô hấp
được hai cánh bạn. Cho nên cái phổi chúng ta đang bị tắc nghẽn rồi, bây giờ chúng ta cũng đâu có trao đổi oxy được hoặc CO2 được, do đó đối với những bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp thì chỉ có là hệ thống điện và hệ thống của thận thôi nha. Rồi đối với đây như các bạn thấy ở hô hấp, hô hấp hemoglobin nó vào hô hấp trong tế bào, nó sẽ tăng cường kết hợp, nó đẩy cái thằng HCl3 nha, đẩy thằng HCl3 trong cái muối của nó ra, và K cộng này nó sẽ đẩy clo ra tế bào theo, và dẫn đến là chúng ta có khả năng là chúng ta dễ bị là nhiễm to theo, và HCl3 này cũng vậy, đó là trong mô và trong tế bào các bạn. Rồi như vậy trong clo, bữa nãy các bạn thấy là clo trong tế bào nó sẽ như thế nào, ít hơn trong ngoại bào, do đó nếu như mà clo nó càng đẩy ra ngoại bào nhiều thì nó cũng có cái khuynh hướng đó là nó sẽ axit, đúng không? HCl nó có tính chất axit. Rồi vai trò của thận rất là quan trọng. Như vậy các bạn nhớ là đối với thận thì nó có nhiều cái hệ điện nữa, đó là cái muối nha. Đây muối amin từ cái glutamin nó sẽ cho chúng ta ra nước tiểu có mùi khai đó, ammoniac đó, nghe là do cái muối này amin để thành lại thải ra. Và đây các bạn thấy trong máu của chúng ta đây là cái muối của ammoniac, cái muối của cái kim loại mạnh nè, NaHCO3, khi mà nó tham gia vào cái quá trình của đào thải thì các bạn sẽ thấy nó là gì, những trường hợp mà đầu tiên con hô hấp nồng độ oxy CO2 trong máu tăng lên, H cộng dẫn đến ở chỗ này kết cục của nó là tăng lên, như vậy nó phải đào thải H cộng bằng cách là nó kết hợp với những cái muối này. Đầu tiên đó là cái nhóm muối của phosphat, nó sẽ làm cho cái cơ thể của chúng ta tăng cường đào thải H cộng ra ngoài. Đó là một cái cơ chế, những cái cơ chế thứ hai nó cũng gì, kết hợp với cái H cộng này nó đào thải nhóm amin ra ngoài. Đó là N4 tạo nên chúng ta sẽ có cái mùi khai đó. Đó là cái cơ chế của thận. Rồi như vậy chúng ta có hai dạng nhưng mà nó chia ra làm bốn nhóm nhỏ nha, to chuyển hóa, to cố định hay là to bay hơi, là to hô hấp đó, kiềm cũng vậy, kiềm hô hấp và kiềm bay hơi. Rồi và những cái bệnh lý nào chúng ta sẽ gặp thì các bạn thấy là những bệnh lý mà nhiễm to cố định hay là to chuyển hóa gặp trong những trường hợp là tiêu chảy nè, mất kiềm gây to chuyển hóa rất là nặng, do đó là chúng ta phải chuyển một chai natri bicarbonate để bổ sung ra cái HCl3 trừ nha. Tiếp theo to nhiễm to bay hơi là do cơ thể của chúng ta chứa đựng nhiều CO2 nhiều quá nha, do CO2 axit carbonic tích hợp quá nhiều làm cho cái H cộng là chúng ta tăng lên nha. Rồi do đó là khi các bệnh lý cản trở đường hô hấp, ví dụ như các bạn gặp là hen, là sơ phổi, viêm phổi, ở những cái bệnh lý là tắc nghẽn đường hô hấp nó sẽ làm gì, hoặc là ngạt trong cái môi trường kính, hay là cho cái CO2 chúng ta tăng lên, thì CO2 tăng lên thì nó sẽ tăng H cộng, do đó là chúng ta bị nhiễm to, gọi là to hô hấp hay là nhiễm to bay hơi. Như vậy thận của chúng ta phải tăng dự trữ kiềm để hoặc là đào thải, tăng đào thải H cộng để chúng ta sẽ bù trừ lại cơ chế này. Rồi đó là cơ chế nhiễm kiềm. Nhiễm kiềm thì hiếm khi xảy ra, cơ thể có thể chịu được từ đó dễ dàng so với nhiễm axit. Thì nhiễm kiềm mà chuyển hóa đó, nhiễm kiềm mà bay hơi thì nó sẽ xảy ra, chúng ta sẽ gây ra tình trạng ức chế hay xảy ra khi có tăng không khí làm mắc nhiều, hay trong những trường hợp là nhiễm phát chất u não, viêm não. Và các bạn thấy những cái bệnh lý này sao? Rất là tử vong, cũng như ồ số u não, tâm viêm não là những bệnh nhân này tử vong rất là cao. Rồi chúng ta sẽ ôm lại đối với bài này. Đầu tiên các bạn nhớ cho anh đó là gì, cái bạn này là chính xác nha. Như thế nào được gọi là nhiễm kiềm nè, khi xét nghiệm ra các bạn nhớ các chỉ số này thì chúng ta biết ngay, đó là to chuyển hóa hay là kiềm chuyển hóa, hay là to hô hấp hay là kiềm hô hấp nha. Rồi cơ chế bù trừ của nó chỉ thông qua cái trong cái
bản này thôi nha. Rồi, và cái cơ chế nha, cơ chế điện hòa, có ba cơ chế điện hòa và hệ thống điện là cái đầu tiên, tiếp theo đó là tào thải qua phổi và cái thứ ba là qua thận. Nhưng mà đối với bệnh lý tắc nghẽn đường hô hấp thì chỉ có hai cái hệ thống thôi, đó là hệ thống điện và hệ thống tào thải qua thận. Rồi, tới bài này các bạn có gì thắc mắc không các bạn? Khó hiểu quá hả?